đoán không tiền mặt của người dùng Việt Nam trong năm qua gia tăng đáng kể. Nhưng liệu có thể có một Tết nguyên đán không tiền mặt? Trong dịp Tết nguyên đán năm nay, quý vị và các bạn đã có dự định đi đâu, làm gì để nghỉ ngơi, thư giãn cùng gia đình hay chưa? Xin kính chào quý vị và các bạn ạ. Quý vị và các bạn đã chuẩn bị Tết đến đâu rồi ạ? Khi Tết nguyên đán đang đến rất là gần, bên cạnh không khí sắm Tết rất là nô nức, mọi người cũng chuẩn bị cho chuyến du lịch trong dịp đầu năm mới. Vâng thế nhưng chi tiêu như thế nào để chuyến du xuân của chúng ta chất lượng mà lại không tốn kém không phải là điều dễ dàng. Phần cuối của dòng chảy tài chính ngày hôm nay sẽ đưa ra cho quý vị một vài gợi ý quan trọng. Quý vị đang đến với chương trình dòng chảy tài chính của VTV Money phát sóng vào lúc 21 giờ 30 phút tối thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV1. sau kỳ nghỉ Tết dương lịch vừa rồi chắc hẳn anh Nam và quý vị khán giả đã có một nguồn năng lượng rất là dồi dào để bắt đầu tuần làm việc đầu tiên của năm mới đúng không ạ? Dạ vâng chắc chắn rằng là các cái kỳ nghỉ lễ thì luôn đem đến cho chúng ta một cái tinh thần rất là thoải mái rồi và đặc biệt là sau 2 năm dịch bệnh vừa qua khi mà các kỳ nghỉ lễ của chúng ta bị hạn chế hơn thì kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch năm nay mọi người đã rất là hào hứng ba ngày nghỉ lễ dương lịch vừa qua thì các điểm đến đã vô cùng là nhộn nhịp À, điều này đã mang đến sự khởi đầu đầy tích cực cho du lịch của Việt Nam khi mà bước sang năm 2023. Cả nước ước đón khoảng 3 triệu lượt khách với tổng doanh thu ước đạt 9.600 tỷ đồng. Tôi được biết là không chỉ ngành du lịch đâu mà ngành bán lẻ cũng đón nhận rất là nhiều những tín hiệu tích cực trong dịp và nghỉ lễ du lịch vừa qua ạ. Vâng, chắc chắn là như vậy. Và theo thống kê tại một số thành phố lớn như là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì tại nhiều siêu thị lượng khách giao dịch đã tăng khoảng 30% so với ngày thường và tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Sức mua của nhiều nhóm ngành hàng thì cũng tăng mạnh. Các siêu thị chia sẻ là lý do giao dịch tăng cao vì năm nay thì Tết đến sớm hơn năm trước nên là tâm lý của người dân có xu hướng mua sắm hai trong một, có nghĩa là mua sắm Tết dương lịch và mua luôn một số mặt hàng có ưu đãi tốt để mà chuẩn bị cho Tết cổ truyền 2023. Anh đang vừa đề cập đến ưu đãi về giá, đây thực sự là điều mà những người tiêu dùng như tôi rất là quan tâm. Nhất là dịp Tết Nguyên Đán, nhu cầu mua sắm thường rất là lớn. Nếu được ưu đãi giá thì tốt quá anh ạ. Vâng, tôi được biết là các cái điểm bán của chúng ta trên khắp cả nước thì đều đã hoàn thành việc dự trữ hàng hóa tăng từ 30 đến 50% so với thông thường và nhờ đó thì có thể tránh được cái nguy cơ khan hiếm hàng hóa, giả soát được chất lượng và tăng chương trình khuyến mại để mà kích cầu tiêu dùng. Nhiều mặt hàng tết thì đã được giảm giá từ 10 cho so đến 50%. Ngay khi mà kỳ nghỉ lễ Dương lịch của chúng ta bắt đầu và chạy khuyến mại cho đến ngày cuối cùng của năm âm lịch, các doanh nghiệp kỳ vọng rằng là doanh số thì có thể tăng trưởng trên 20%. Nên là chị Hương và quý vị khán giả thì cứ yên tâm với mức giá rất là hợp lý trong thời gian tới. Thanh toán số, ví điện tử đang ngày càng phổ biến, tăng trưởng thậm chí hàng chục phần trăm, nhưng Tết Nguyên đán đang tới gần người dân lại có nhu cầu đi lễ, làm từ thiện hay mừng tuổi năm mới. Liệu thanh toán số có giảm sức hút? Liệu có thể đón Tết mà không tiền mặt? Cùng trao đổi với ông Trần Mạnh Nam, Giám đốc Kinh doanh VNPay Post. Xin cảm ơn anh Trần Mạnh Nam đã dành thời gian cho dòng trẻ tài chính. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là Tết nguyên đán không tiền mặt là người làm trực tiếp về thanh toán số thì anh có thể chia sẻ tới cho hương và quý vị khán giả xem là hiện nay thì nhu cầu sử dụng tiền mặt trong người dùng đang có sự thay đổi như thế nào? Ừ. À, xin chào thu hương, chào các vị khán giả. Thì à, với cương vị là một người làm trực tiếp trong cái lĩnh vực là thanh toán điện tử thì thấy rằng là cái tốc độ thay đổi và phát triển của thanh toán điện tử của Việt Nam là có thể nói rất là nhanh. À, sự vực nữa đó là cái vấn đề về covid 19 thì khi mà diễn ra cái đại dịch như thế thì cái nhu cầu mà thanh toán không tiền mặt nhu cầu thanh toán mà không tiếp xúc ngày, ngày càng lên cao thì dẫn đến là người dân hình thành lên cái thói quen thanh toán không tiền mặt và với cái thời điểm hiện tại ví dụ như à, cận kề tết nguyên đáng của chúng ta chẳng hạn thì các cái hình thức thanh toán không tiền mặt bây giờ nó đang trở lên rất là đa dạng Đó, các bạn có thể thấy là mình có thể thanh toán bằng thông qua thẻ này thông qua qr này thông qua app ứng dụng ngân hàng này hay là thông qua ví điện tử thì có rất là nhiều các phương thức thanh toán, ừ. thì dẫn đến là ví dụ như là hương hay là bất kỳ một người nào mà muốn có những nhu cầu thanh toán số thì rất dễ dàng thôi, bạn có app ngân hàng, bạn có tài khoản ngân hàng, bạn có ví, bạn hoàn toàn có thể thanh toán được. Vâng, anh Nam có vừa chia sẻ là hiện nay thì chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái phương thức thanh toán số khác nhau và rồi thì mỗi phương thức cũng sẽ tạo ra những cái hệ sinh thái để làm sao tạo sự tiện lợi nhất cho người dùng. Vậy thì anh có thể cho biết là phương thức thanh toán số nào đang phổ biến nhất hiện nay ạ? Cái câu hỏi đấy thì thực ra là một câu hỏi rất là hay nhưng mà câu hỏi đấy thì mình cũng phải đặt cái vấn đề là uh, nó sẽ vào tùy từng cái thị trường và từng cái khu vực đó. thì uh, Hương cũng biết là đối với các cái quốc gia phát triển ừ. thì thanh toán mà có thể nói là phổ biến nhất, hình thành những người ta rất nhiều năm rồi thì đấy là thanh toán thẻ. nhưng với những cái quốc gia mới nổi và có cái hệ thống công nghệ thông tin cũng như là telco và mobile mà mới phát triển như Việt Nam chúng ta thì các phương thức thanh toán ví dụ như là qr ừ. ví dụ như là ví thì lại rất là phổ biến và tiện dụng. Bởi vì sao? Khi mà dùng ví là bạn có thể bạn ngay lập tức bạn sẽ ngoài vấn đề thanh toán ra chúng ta có thể mua sắm, chúng ta có thể uh, có các cái chương trình thúc đẩy khuyến mại rồi là uh, rất là nhiều các cái tiện ích khác cho người tiêu dùng. Với những hình thức như thế thì là uh, các cái giao dịch thanh toán thông thường và có thể là có cái giá trị giao dịch vừa và nhỏ thì người dân có thể có thói quen tiêu dùng nhiều hơn. Ừ nhưng mà những cái giao dịch lớn ví dụ bạn mua một cái điện thoại hay là bạn mua một cái giao dịch nó nó lớn hơn rất nhiều thì cái có thể là cái cái tỷ trọng đấy có thể là sẽ nghiêng về các cái giải pháp các cái phương thức thanh toán ví dụ như là thanh toán bằng thẻ tại vì thẻ tín dụng và chúng ta có cả phương thức thanh toán ví dụ như trả góp chẳng hạn trả góp qua thẻ tín dụng vâng nhân nói về câu chuyện thanh toán không dùng tiền mặt thì tôi có một con số rất ấn tượng muốn được chia sẻ với anh Nam và chị Hương theo số liệu mới đây của ngân hàng nhà nước thì tổng số tiền mà người dùng để cho các ví điện tử là 3.300 tỷ đồng và tổng giá trị giao dịch trong năm 2022 đã vượt 1 triệu tỷ đồng. Và rõ ràng là nhu cầu về thanh toán số, thanh toán không dùng tiền mặt của người Việt Nam trong những năm vừa qua đã gia tăng đáng kể. Cụ thể thì phóng viên VTV Money cũng đã có những ghi nhận. Vâng thưa quý vị, tôi đang có mặt ở Hồ Gươm, thành phố Hà Nội và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một trải nghiệm vui. Đó là hỏi những người dân ở đây để xem là mỗi người có bao nhiêu tiền trong ví điện tử nhé. trong ví điện tử thì mình thường để khoảng 1 triệu, à, mình có khoảng 2 triệu 500 nghìn thôi. Tầm 2 300 nghìn thôi ạ. Vâng như quý vị có thể thấy thì phần lớn người dân đặc biệt là giới trẻ thì thường là có ví điện tử và thường là có một số tiền nhất định ở trong ví điện tử của mình. Điều đó cho thấy nhu cầu sử dụng ví điện tử nói riêng và thanh toán không tiền mặt nói chung của người dân đang ngày một cao hơn. Mình thấy là gọn hơn đấy, mình không phải cầm nhiều tiền trong ví và kiểu ví mình không bị dày quá, mình cất chỉ cần cầm theo cái điện thoại để vào ví và mang đi thôi không cần phải mang tiền mặt, không cần mang ví mình chỉ cần cầm mỗi điện thoại thôi là có thể thanh toán được tất cả mọi thứ và mua tất cả mọi thứ. Vâng. Nên mình thích. Mình dùng xong thì mình cũng được nhận thêm những cái voucher giảm giá mua đồ các thứ. Thì mình thấy là khá là vui khi mà mình vừa tiết kiệm được tiền mà cũng tiện lợi hơn rất nhiều. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, trong năm 2022, thanh toán không dùng tiền mặt chứng kiến mức tăng trưởng gần gấp đôi so với năm 2021 và dự báo năm 2023 sẽ tiếp tục là một năm bùng nổ của thanh toán số, đặc biệt là tại các thành phố lớn thanh toán trên thị trường Việt Nam mà không dùng tiền mặt có thể nói là đang trong cái quá trình phát triển rất là mạnh và rất là đa dạng. Chúng ta nhìn thấy ở khắp mọi nơi các cái thanh toán như là về ví điện tử, thanh toán bằng thẻ, uh, thanh toán qua các cái hình thức tiếp cận như là QR hay là thanh toán không tiếp xúc, thanh toán trên cái môi trường về về trên mobile vân vân. Người tiêu dùng mà sử dụng, tham gia sử dụng các cái thanh toán ở các lĩnh vực như là ví điện tử đã tăng từ 50% lên khoảng 76% và con số này thì đối với thẻ còn cao hơn là 82%. Theo Napas, tỷ trọng các giao dịch rút tiền mặt xử lý qua hệ thống của công ty này đã giảm từ 12% năm 2021 xuống chỉ còn hơn 6,5% vào năm 2022. Thống kê nói trên cũng phần nào cho thấy người dân đang dần dịch chuyển thói quen thanh toán sang các hình thức không cần tiền mặt. Chúng ta thấy rằng là nhu cầu thanh toán số đang ngày càng lớn bởi vì thứ nhất là hình thức rất là đa dạng rồi, tiện lợi và còn an toàn nữa nên là mọi người cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng mà Hương nói rất là băn khoăn là à, chúng ta đã có cái mức tăng trưởng lớn như vậy rồi thì chúng ta có thể kỳ vọng vào những mức tăng trưởng cao hơn nữa trong thời gian tới hay không ạ? Cái mức tăng trưởng mà chúng ta đang nhìn thấy là nó mới chỉ là giai đoạn đầu của cái quá trình tiếp cận vào các cái phương thức thanh toán không tiền mặt mà thôi. Thực ra thì các cái phương thức đấy cũng đang rất là mới, vài năm trở lại đây thôi. Và tôi tin chắc rằng trong những cái năm kế tiếp thì mức tăng trưởng nó sẽ còn tăng vọt. À, ví dụ như là chúng tôi trong năm vừa rồi thì về dịch vụ viên PQR là chúng tôi tăng trưởng 300%. Và dịch vụ viên Paypost chúng tôi tăng trưởng trên 500%. Và tôi nghĩ rằng con số nó sẽ không dừng ở đó bởi vì sao? Bởi vì là người dân càng ngày càng cảm nhận và càng hình thành cái thói quen thanh toán không dùng tiền mặt mặc dù vậy thì ông uh, vẫn nghĩ rằng là tết nguyên đán một cái dịp rất là gần đây thôi lại là một cái thời điểm của rất là nhiều những cái uh, hoạt động văn hóa truyền thống nên là thường thì nhu cầu sử dụng tiền mặt sẽ tăng trong cái giai đoạn này vậy thì anh nhận định như thế nào về năm nay liệu là năm nay có gì khác so với mọi năm hay không à, cũng đúng thật bởi vì là uh, cứ vào một dịp tết thì rõ ràng là chúng ta có nhu cầu gì chúng ta có nhu cầu mua sắm ngoài những cầu mua sắm ra thì việt nam chúng ta cũng có cái văn hóa là lì xì thì vào những dịp như thế thì uh, cái nhu cầu dùng tiền mặt sẽ tăng cao, chúng ta có thể thấy rồi. Tuy nhiên thì sau 2 năm Covid cộng với cái việc là sự phát triển đa dạng các cái hình thức thanh toán điện tử như hiện thời, thì người dân bắt đầu có cái thói quen. Thì trước đây thì phải có tiền thì mới ra siêu thị mua đồ được nhưng bây giờ không cần, cầm một cái điện thoại thôi là ra siêu thị có thể mua đồ được. Và thậm chí mua đồ là chúng ta còn có thể là có cái sự giảm giá. Hoặc ví dụ như là à, lì xì, thì trước đây thì chúng ta gặp ai thì sẽ phải lì xì nhưng bây giờ thì các cái đơn vị fintech hay là ngân hàng họ phát triển ra những ứng dụng là bạn có thể lì xì uh, online, lì xì uh, điện tử và có thể tạo ra những cái con số rất là may mắn ví dụ như là 6688 theo cái văn hóa của chúng ta. Thì lúc đấy vô hình chung là gì chúng ta người dân sẽ thấy là à cái đấy nó cũng đáp ứng và nó cũng mang lại cái sự may mắn vui vẻ đầu năm rồi. Và hơn thế nữa là gì có chúng ta có thể là lì xì cho bạn bè người thân ở một nơi xa. Ví dụ tôi ngồi đây tôi có thể lì xì cho bạn bè của tôi ở trên Lạng Sơn đúng không? Ở trong Lào Cai hay là ở trong Sài Gòn. Thì những cái việc như thế thì dần dần thì người dân sẽ thấy là à thì cái việc mà tiền mặt nó dần dần nó sẽ không còn thực sự như ngày xưa nữa mà nó sẽ dần dần. À. Anh đã nhìn thấy cái sự thay đổi trong cái giai đoạn dịch bệnh vừa qua à, khi mà mọi người hạn chế gặp nhau hơn. Thế nhưng mà năm nay thì khác thì dịch bệnh đã kiểm soát rồi. Vậy thì anh có thực sự là có thể thuyết phục được người dùng hay không ạ? À, cái đấy là cũng là cái điều mà chúng tôi là những cái đơn vị mà phát triển sản phẩm dịch vụ chúng tôi cũng có những cái suy nghĩ. Có nghĩa là khi mà hết đại dịch thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là cái thói quen tiền mặt ngày xưa nó sẽ trở lại. Đó. tuy nhiên thì thực tế đã chứng minh là sau gần một năm chúng ta mở cửa rồi thì cái lượng thanh toán không tiền mặt không những giảm mà nó lại còn tăng. bởi vì sao người dân cảm thấy là gì? cái sự an toàn tiện lợi nhanh chóng của các phương thức thanh toán không tiền mặt thì ta thấy thế không? chả có lý do gì mà 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 họ lại phải sử dụng các phương thức cũ nữa mà bây giờ không sử dụng các phương thức mới. thì với cái việc như thế thì tôi có niềm tin rằng là trong cái Tết năm nay thì mọi người sẽ còn sử dụng nhiều hơn nữa và lan tỏa cái việc này nhiều hơn nữa. Vâng, rất là nhiều những góc nhìn thú vị về câu chuyện Tết không dùng tiền mặt thì có khả thi hay không. Và ngay sau đây để tiếp nối câu chuyện này thì xin mời chị Hương, anh Nam cùng quý vị khán giả chúng ta sẽ theo dõi một số gợi ý từ VTV Money. Nhiều người nghĩ sẽ thật khó có chuyện Tết không tiền mặt, nhưng giờ đây mọi thứ dường như khả thi hơn. Đầu tiên là chuyện mua sắm Tết, nếu bạn đến các siêu thị, trung tâm mua sắm lớn thì dĩ nhiên rồi việc dùng thẻ hay QR rất phổ biến. Còn tại các khu chợ quê thì sao? Hàng chục chợ quê chấm 0 tại Thái Nguyên, Hải Phòng hay nhiều địa phương đã thanh toán thuận tiện như thế này. Ví dụ người ta chỉ mua đồ 2 ba chục thì là người ta quét thẻ rồi là không phải giả lại giả đi rồi cứ thế là quét cái này rất nhanh. Khi bạn đi lễ chùa, đi làm từ thiện, thật may là cũng có những ngôi chùa cho phép bạn quét mã QR để làm công đức. Vào dịp đầu năm thì mình cũng khá là hay đi lễ chùa thì uh, việc công đức online qua QR code thì mình thấy khá là tiện lợi. Uh, mình cảm thấy an tâm hơn và minh bạch hơn. Còn lì xì, thật dễ dàng với các ứng dụng ngân hàng hay ví điện tử. Bạn có thể lì xì online với số tiền bất kỳ mà bạn muốn với nhiều ý nghĩa như số năm sinh hay lộc phát, lộc phát. Nếu như Tết này bạn có dự định lì xì cho tôi thì bạn có thể lựa chọn trên ứng dụng ngân hàng tài khoản Lê VTV và tôi thì không quan trọng là số tiền to hay nhỏ mà chúng ta hãy chọn một con số có ý nghĩa và các bạn đã sẵn sàng đón một năm mới đón một cái tết không tiền mặt giống như tôi chưa ạ tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều có thể phải không nào và tiết lộ nhỏ cho các bạn là trên những ứng dụng ngân hàng như thế này thì năm nay sẽ có rất nhiều khuyến mãi tài lộc dành cho bạn vào dịp năm mới đấy như chúng ta cũng vừa thấy thì ngay cả rất là nhiều các hoạt động văn hóa truyền thống như là đi lễ chùa hay là mừng tuổi đầu năm vẫn đều có thể sử dụng hình thức thanh toán số đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng là có một cái Tết nguyên đán không dùng tiền mặt nhưng mà làm thế nào để có thể thuyết phục được họ đây? Thì tôi nghĩ là chắc chắn là anh Nam cũng như là rất là nhiều cái đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán số sẽ phải chỉ ra cho người dùng thấy được rằng là những lợi ích mà họ sẽ có được. Vậy thì anh sẽ nói gì và thuyết phục họ như nào ạ? Uh... Ờ thực ra thì uh, thanh toán số và các phương, thanh, phương thức thanh toán không dùng tiền mặt bây giờ thì như chúng tôi những người làm trong nghề thì rất rõ nhưng đúng như hương nói là vậy thì làm sao những người bình thường họ à. cũng hiểu được cái chuyện đấy một cách rất là dễ dàng đó thì mình có thể nói đơn giản này thôi là cái việc mà sử dụng thanh toán điện tử thì thứ nhất ấy, là đứng về khía cạnh gọi là quản lý về tài chính cá nhân thì rõ ràng là uh, khi mà mình sử dụng đấy thì mình rõ ràng mình sẽ có tất cả những cái thông tin mình chi tiêu ngày nào giờ nào cho việc gì thì nó rất là rõ ràng tiện lợi và nó minh bạch hơn rất là nhiều trong những ngày lễ thì mọi người biết là rất là đông đi đâu rất là đông mà nếu như chúng ta lỉnh kỉnh rồi kiểm soát về mặt tiền mà không tốt thì cũng là một cái rủi ro nhất định thì với cái việc thanh toán số thì cũng giúp ích cho chúng ta là quản lý cái vấn đề này tốt hơn ngoài cái việc là À, lợi ích như vậy thì thực ra là bây giờ các đơn vị họ cũng muốn làm sao lan tỏa họ cũng muốn là tạo cái sự thói quen cho người dùng thì cũng có những cái chương trình khuyến mại để cho người dân làm sao có thể là à, làm quen tiếp cận nó dễ dàng hơn và từ đó thì hiểu được cái giá trị của họ Vâng, anh Nam vừa đề cập đến các chương trình khuyến mãi. Tôi nghĩ là thông tin này rất là nhiều khán giả quan tâm. Ấy. Và đây cũng là một cách để giúp cho mọi người hứng thú hơn với việc thanh toán số. Vậy thì dịp Tết này thì sao ạ? Các cái fintech họ đưa ra các cái chương trình khuyến mãi như thế nào để thu hút người dùng ấy? Với cái tư duy là người dân họ sẽ quan tâm gì dịp Tết? thì chúng tôi cũng mang đến những cái khuyến mãi, những cái phần quà nho nhỏ cho họ. Ví dụ như là chúng tôi có thể là khuyến mãi đến vấn đề là đi lại, thì chúng tôi khuyến mãi đến 50% cái việc là mua vé máy bay vé tàu vé ô tô đấy rồi là khuyến mãi chúng tôi cũng có những cái chương trình giảm giá để người dân thay vì là là mua có thể mang tiền đến phải mang tiền đến các cái siêu thị để mua đồ thì bây giờ bạn vào các cái đơn vị lớn như yomo như bixi như lotte thì các bạn cũng có thể là có những cái mã giảm giá để từ đó làm sao có những cái phần quà mang về đó. thì những cái khuyến mãi như thế thì là giúp cho người dân cũng cảm thấy là vui hơn thì hy vọng là với những cái chương trình như thế thì giúp cho người dân cảm thấy là hào hứng hơn với việc tiếp cận đến các phương thức thanh toán không điện tử Và từ đó thì cũng sẽ tiệm cận đến những cái Tết mà như chúng ta nói là Một cái Tết không dùng tiền mặt Ít phút trò chuyện với anh Nam vừa rồi thì không tin là Rất là nhiều quý vị khán giả giống như Hương Đã được thuyết phục nhiều hơn nữa Và sẽ sử dụng nhiều hơn nữa Phương thức thanh toán không dùng tiền mặt Và cũng rất là cảm ơn anh đã chia sẻ rất là nhiều thông tin Để mọi người có thể hiểu rõ hơn Về phương thức không dùng tiền mặt hiện nay như thế nào à, Xin là cảm ơn anh rất nhiều Vâng rõ ràng là chúng ta luôn khuyến khích các xu hướng không dùng tiền mặt theo chủ trương chung của chính phủ nhằm tạo ra một nếp sống văn minh, tiết kiệm và minh bạch. Mặc dù vậy thì nếu thực sự cần tiền mặt cho một số nhu cầu chi tiêu thì các ngân hàng cho biết là vẫn sẽ đảm bảo đáp ứng tốt mọi nhu cầu của người dân. Đại diện một số ngân hàng đánh giá nhu cầu sử dụng tiền mặt của người dân sẽ tăng khoảng 30 đến 50% trong dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt là các loại tiền mệnh giá nhỏ từ 10 đến 50.000 đồng. Mặc dù vậy nguồn tiền mặt tại các quầy và tại các máy ATM sẽ được đảm bảo đáp ứng đủ và không gây gián đoạn hoạt động nộp rút tiền. Để đảm bảo cái nhu cầu um, thanh toán của khách hàng khi đến giao dịch tại ngân hàng thì um, chi nhánh có cái sự chuẩn bị về cái việc là uh, chuẩn bị cái tiền đầu ngày thế rồi là chuẩn bị về số lượng giao dịch viên uh, đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng đông hơn khi đến giao dịch để đảm bảo là không bị phục vụ khách hàng nhanh chóng và khách hàng không bị ách tắc. So we we make sure that uh, Chúng tôi sẽ duy trì nguồn tiền ổn định tại các máy ATM, đủ cho nhu cầu của người dân đến rút tiền 24 trên 24. Mặc dù vậy thì chúng tôi vẫn khuyến nghị người dân nên ưu tiên mobile banking, ngân hàng số, giao dịch qua mạng. Chúng tôi sẽ đảm bảo hạ tầng công nghệ để giao dịch luôn thông suốt và an toàn. Thực hiện chỉ thị số 22 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã chỉ đạo tổ chức vận hành hệ thống bù trừ, chuyển mạch giao dịch tài chính, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn, phục vụ tốt cho nhu cầu thanh toán, nhu cầu rút tiền mặt qua hệ thống ATM trước và trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thưa quý vị, tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn luôn có mức tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế. Đến nay thì quy mô tín dụng đã lên đến gần 2,8 triệu tỷ đồng, chiếm gần 25% so với dư nợ toàn nền kinh tế. Như vậy có nghĩa là điều kiện tiếp cận vốn đối với những người nông dân khá là thuận tiện phải không anh Nam? và đúng là như vậy và thực tế là ngân hàng nhà nước cũng đã có chỉ đạo các ngân hàng thương mại tự cân đối nguồn vốn để mà cho vay với lãi suất thấp hơn từ 0,5% đến 1,5% một năm so với mức lãi suất cho vay thông thường cùng kỳ hạn và mức lãi suất được hỗ trợ giúp cho nhiều người nông dân tự tin hơn để khởi nghiệp từ quy mô cá nhân cho đến hợp tác xã. Quý vị, tại phòng thí nghiệm này thì toàn bộ rau xanh đều được trồng theo phương pháp thủy canh tuần hoàn, có nghĩa là chất dinh dưỡng sẽ từ một bể chứa phía dưới sau đó được bơm tự động lên toàn bộ các tầng cây và rồi lại quay trở về bể chứa ban đầu, giúp tiết kiệm được nước. Ngoài ra thì những cây xanh ở đây cũng sẽ được chiếu hệ thống ánh sáng tự động từ 10 đến 12 tiếng mỗi ngày và nhiệt độ thì luôn được giữ ở mức 20 đến 26 độ C là điều kiện lý tưởng để cho rau xanh phát triển. Mô hình trồng rau sạch giúp phòng thí nghiệm thu hoạch được 50 đến 60 kg rau mỗi tuần, trong khi diện tích đất trồng chỉ khoảng 30 m2, như vậy là năng suất cao gấp 10 lần so với canh tác truyền thống. Công ty khởi nghiệp về nông nghiệp sạch này đã nhờ một phần hỗ trợ từ nguồn vốn vay ngân hàng để lắp đặt các trang thiết bị hiện đại. Nguồn vốn từ ngân hàng đã giúp ích rất là nhiều trong quá trình khi mà chúng tôi mới khởi nghiệp, khi mà phải đầu tư về trang thiết bị, cơ sở vật chất cũng như hạ tầng tiếp cận với vấn đề về nông nghiệp đô thị, chúng tôi hoàn toàn có thể xây dựng các cơ sở sản xuất ở ngay ở trong nội đô các thành phố lớn để cung cấp lượng rau sạch, an toàn. Chúng tôi cũng đang tiếp cận với nguồn vốn vay từ ngân hàng để có thể mở rộng ra một cách nhanh nhất và quy mô nhất. Mô hình hợp tác xã này cũng ra đời từ số vốn vay ngân hàng ban đầu là 1 tỷ đồng, từ 3 hecta giờ đã nhân rộng lên thành 10 hecta. Không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước, hợp tác xã còn nhận sản xuất cho các đơn đặt hàng xuất khẩu những loại rau như lá vừng Hàn Quốc hợp tác xã vay số vốn là hơn 1 tỷ đồng với lãi suất rất là thấp là 0,65 phần tới nay cũng vẫn giữ nguyên như như thế từ cái số vốn được vay đấy thì tôi nhân rộng mở rộng hợp tác xã và đồng thời là xây dựng lên những cái nhà màng nhà lưới và những cái giếng khoan để tưới tiêu tự động để giúp cho bà con nông dân bớt cái lao động Nông nghiệp xanh và sạch được đánh giá còn nhiều tiềm năng phát triển tại Việt Nam, không chỉ bởi nhu cầu tiêu thụ sản phẩm an toàn cho sức khỏe của người dân ngày càng lớn mà chuyển đổi nông nghiệp xanh còn là nhiệm vụ chính phủ giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 đến 2030. Theo Ngân hàng Nhà nước, doanh số cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch lũy kế từ năm 2017 đến nay đạt 111.641 tỷ đồng vượt mức mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của chính phủ, góp phần thực hiện hiệu quả quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Như chúng ta đã thấy ở phần đầu chương trình thì lượng người đi du lịch dịp Tết dương lịch rất là đông. Theo tổng cục du lịch thì dịp Tết nguyên đán dài ngày, dự kiến sẽ còn thu hút lượng khách du lịch đi du lịch nhiều hơn nữa. Không biết là anh Nam có kế hoạch đi du lịch Tết nguyên đán hay không ạ? Vâng, tôi cũng đang tính là khả năng về quê ăn Tết xong sau đó thì tôi sẽ có một chuyến đi du lịch cùng với gia đình. Vâng, năm nay thì theo ghi nhận tại các công ty lữ hành thì lượng khách book tour đi du lịch chơi Tết Nguyên Đán rất là nhộn nhịp vì hai năm trước thì Tết mọi người hầu như là chỉ ở nhà nhưng mà các du khách thì mong muốn là sẽ có một chuyến du xuân thú vị nhưng phải tiết kiệm không biết là anh Nam có gợi ý gì hay không ạ? Vâng, tôi nghĩ rằng là đi du lịch như thế nào để tiết kiệm book tour ra sao để có mức giá tốt nhất tôi tin là nhiều người cũng giống tôi lúc này rất là quan tâm. À, chúng ta sẽ cùng tham khảo kinh nghiệm từ các du khách đang có kế hoạch đi du lịch trong dịp Tết này, quý vị nhé. Với lịch nghỉ Tết Nguyên Đán dài ngày, đây là thời điểm thích hợp để đi du lịch. Tuy nhiên, giá cả tăng vào thời điểm này khiến nhiều người băn khoăn. Chị Yến cùng nhóm bạn quyết định chọn đặt tour, chọn gói đi nội địa để vừa tiết kiệm được chi phí nhưng vẫn đáp ứng nhiều nhu cầu như vé xe, vé tham quan hay các dịch vụ ăn uống tham khảo khá là nhiều trên các hội nhóm và những cái trang web rồi thì tôi thấy là book khi mà mình đặt tour ấy thì nó sẽ tiện hơn rất là nhiều tại vì là trong cái chương trình tour đấy nó có đầy đủ xe này ăn uống này tôi sẽ không cần phải đi tìm hay là đặt những cái những cái nhỏ lẻ đấy nữa nó khá là tiện ngoài các tour chọn gói thì năm nay khách du lịch cũng chọn các combo như vé máy bay khách sạn để tiết kiệm chi phí với các hành trình quen thuộc các tour tuyến biển vẫn là tour bán chạy nhất tuyến đường bộ cũng được nhiều khách hàng lựa chọn do không phải xuất cảnh với mức giá hơn 3 triệu đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp lữ hành cũng xây dựng các sản phẩm phù hợp, tung ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn để thu hút các đối tượng khách hàng trẻ. Cái số lượng khách mà đăng ký những cái tour tiết kiệm thì năm nay cũng có những sự tăng trưởng. Chúng tôi sẽ mở bán ở những cái chương trình hỗ trợ và như gần đây là trong tháng 11 chúng tôi có chương trình Vietravel đây cũng cũng như là những cái chương trình kết nối cùng các tổng cục du lịch Nhật Bản, Hàn Quốc thì thời gian vừa rồi chúng tôi cũng đưa ra những cái sản phẩm du lịch tiết kiệm trong những cái hỗ trợ để cho khách hàng được biết đến nhiều hơn. Một điểm đặc biệt là giờ du khách có thể đi trước trả sau. Trong mùa dịch, cái chi tiêu của khách hàng cũng có cũng phải tiết kiệm đi khá là nhiều. Bên cạnh đó thì cái vấn đề mà khách cũng cân đối về về, về chi tiêu khá lớn thì chúng tôi có triển khai chương trình giúp trả góp không 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 phần trăm cho khách hàng để khách có thể đi tour sau đó về trả góp trong vòng từ 3 đến 6 tháng hoàn toàn không mất không mất phí lãi. Để có mùa du lịch Tết tiết kiệm, khách hàng có thể săn được nhiều ưu đãi nhờ vào việc lựa chọn các địa điểm du lịch mới, tích cực tìm kiếm các ưu đãi giảm giá qua các hội nhóm du lịch. Và nhân đây thì tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị khán giả một cách mà tôi học được từ những người bạn đam mê du lịch của mình mà ngân sách hạn chế một chút đó là chúng ta có thể tự tổ chức những cung đường tự di chuyển thuê nhà nghỉ hay khách sạn thậm chí là chúng ta cũng có thể tự chuẩn bị đồ ăn thức uống đối với một chuyến picnic và đó cũng là một trải nghiệm tôi tin rằng rất đáng nhớ Bất cứ trải nghiệm nào thì cũng đều sẽ là những kỷ niệm rất là đẹp và đi đâu làm gì vào dịp Tết đều sẽ thật thú vị nếu chúng ta đi cùng với những người mà mình yêu thương đúng không ạ? Hãy chuẩn bị thật chu đáo mọi thứ trước khi chuyến đi bắt đầu để có thể tận hưởng những giây phút tuyệt vời với hành trình du lịch đầu năm. Còn quý vị khán giả thì sao? Nếu như chúng ta có những gợi ý thú vị nào để có một chuyến du xuân an toàn, vui vẻ và tiết kiệm? hay thậm chí là các cách đầu tư tài chính hiệu quả. Đừng ngần ngại hãy chia sẻ cùng với chúng tôi để lan tỏa đến cộng đồng qua địa chỉ email của chương trình. Dòng chảy tài chính a vtv vn hoặc số hotline của VTV Money 0862 24 24 24. 24. Đến đây thì thời lượng dành cho dòng chảy tài chính tuần này cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.